Xin thưa bà con, hôm nay chạy Trùng Quế Hai Ngôn Vĩnh Long có cái dịp là gặp lại bà con ở ấp An Định Cầu, xã gì? Xã Tân Bình, huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Thì em Duy có mua sinh khối của tôi đi giao xuống để cho em Duy nuôi, để em Duy tận dụng lấy cái con trùng thịt cho lươn, cho cá, cho gà và ăn. Còn cái phân thì em sẽ sử dụng vô cái miếng vườn hữu cơ. Thì bà con đây thấy em Duy có hai chú bò. Bò này là bò Pháp Kem nha. Bò này là cái giống bò lớn con nhất hiện nay nha bà con. Thì bà con đi dài dài với tôi, bà con thấy tôi sẽ chỉ cho em Duy là như cái phân bò như thế này. Thì mình đổ một cái hộp, cái mình can cái phân bò ra, mình tưới nước giữ ẩm nó lại, thì cái sinh khối trùng quế mình luyện lên trên. Thì qua một thời gian từ 2 cho tới 3 tháng sau thì con trùng nó sẽ xử lý hết cái đống phân như thế này, thì mình sẽ được một lượng phân trùng quế và một lượng cái trùng thịt nhất định. Cái này do em Duy hơi mắc cỡ cho nên là em Duy không có cho thấy hình của em Duy, thì tôi sẽ trao đổi với em Duy qua tiếng nói. Duy, em cho anh biết em mục tiêu em mua cái con trùng quế và em nuôi để em làm gì Duy? Em cũng tính sử dụng cái phân trùng quế á, em trồng cây. Rồi sau đó mình sử dụng con trùng quế để mình chăn nuôi. Có mục tiêu nó nhiều thôi ha. Có nghĩa là mình lấy cái bỏ của cái con này mà mình nuôi cái con khác, mình lại lời đứa con thứ ba ha. Đúng rồi, thì bà con thấy thì cái gì cũng vậy ha bà con, cái gì mình phải cũng phải có kinh nghiệm, phải có học hỏi mới biết được. Thì bà con thấy nuôi bò lúc nào cũng trong cái trại bò, chuồng bò cũng phải đều có cái cục rơm cuộn như thế này nha bà con. Thì cái con bò thường là hồi xưa ông bà mình nói là bò ăn rơm. Nhưng đều là cái bò ăn rơm là cái, nó có rơm là con bò nó mới mập được nha bà con. Thì bà con thấy đây là cái học em Duy xây như thế này để em Duy nuôi cái trùng quế giống. Rồi khi cái lượng trùng quế nó nhiều lên thì em Duy sẽ đổ qua cái học hồi nãy. Thì bà con thấy những cái học mà em chuẩn bị em nuôi heo như thế này mà em không nuôi heo, em chuyển sang em sẽ nuôi trùng quế. Thì những cái bước tiến của bà con nông dân hiện nay thì đa số là hướng về cái hữu cơ sinh học. Thì bà con sẽ tận dụng cái phân bò, cái phế thải của mình ở trong của con bò trong chuồng trại mình sẽ nuôi được con trùng quế. Thì hôm nay nhân dịp đầu năm của 2021 thì tôi có đến của huyện Càng Long, bà con huyện Càng Long, thì tôi xin chia sẻ một cái đoạn video là tận dụng cái phân bò để nuôi con trùng quế. Thì bà con nào thì có nuôi bò đó thì nên nuôi con trùng quế đi. Bà con có nhu cầu thì xin liên hệ với tôi qua số điện thoại 0986203159, tôi là Hai Ngôn. Cái địa chỉ trại trùng quế của tôi thì nằm gần cầu Kiến Vàng, xã Tân Hưng, đường tỉnh 908, huyện Bình Tân, Vĩnh Long. Thì tôi xin đón tiếp và chia sẻ với tất cả bà con ha. Thì hôm nay tôi có một đoạn video ngắn xin chia sẻ với bà con như thế. Thì qua năm mới tôi chúc bà con vạn sự như ý, thành đạt trong mọi lĩnh vực công việc. Tôi xin chào.